Chào mọi người đến với kênh Di Bến Tre của mình nha. Hôm nay mình chỉ với bạn cái cách để nhắn tin tới các số Việt Theo miễn phí nha, tất cả các số Việt Theo luôn nha. Bạn lên xe Clay nha, tải ứng dụng Mocha về. Đây nha mấy bạn, bạn cài đặt nha. Cái này thì có thể nhắn tin tới tất cả các số Viettel miễn phí luôn, có thể gọi miễn phí nữa, tới một số à. Miễn sao có sim Viettel là được rồi, đăng nhập cho nó là xài được rồi, với điều kiện là phải có mạng nha. Lên đây nhắn tin bằng mạng, nhưng mà khi mà nhắn tin qua người ta không có mạng, người ta nhận được cái số điện thoại. Cho phép. Mình cho phép hết đi, tại cái nạn dụng của Viettel mà, không có gì đâu. Nó nhập số điện thoại vô. Nhận mã xác thực. Đó, rồi xong rồi. Nếu mà có ebook thì nó sẽ tự động nó cập nhật luôn. Rồi xong vậy thôi. Có 14 số trong danh bạ nè, ví dụ như mấy bạn muốn tìm thông danh bạ thì đây nè. Cái số mà có thông danh bạ các bạn nhấp vô, mà số nào Viettel á thì mấy bạn kiếm được số đó các bạn xài. Ví dụ như để mình kiếm số Viettel ha. Đây nè, bạn mình nè. Đó, mấy bạn nhấp vô thông bằng tin nhắn, mấy bạn nhắn diện được. Ví dụ như ai hay đi, mày không biết nhắn gì, nó nhắn đại nó thì nó sẽ hiển thị là đã gửi, xong rồi đè vô cái chữ đó, gửi qua tin nhắn út. Đó, gửi qua tin nhắn út là nó đã gửi qua cái số miễn phí rồi, đơn giản thôi, nó cũng tốt nhiều dữ liệu thôi, nó như Zalo vậy, dễ xài nữa. Còn nếu mà muốn kiếm cái số khác á, thì nhấp vô cái phần tìm kiếm rồi nhập số điện thoại vô là sẽ kiếm được thôi. Ví dụ như cái số này mình có thì tại mình cũng không nhớ số này, nhấp đại vô. Số nào cũng được, miễn sao là số Viettel thì mình sẽ được nhắn vào miễn phí thôi. Đó, rồi xong rồi vậy thôi, gọi qua. Đó, còn đây là dấu cộng nè, tìm kiếm bạn bè gì đó. Bạn dễ mà, các bạn coi video thấy hay thì hãy nhớ chia sẻ, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Chào các bạn.